vụ Alo. Đội trưởng đội lặn. Alo, nghe rõ trả lời. Đây, đây, đang ở quán trà đá tập trung đây anh. À, ok, tập trung quán trà đá. Thế thì qua gara đi. Anh em qua gara đi, bàn kế hoạch các kiểu. Thay đồ nữa. Em vừa ngồi rồi, anh qua đây đi, không cần thay đồ đâu. Em phải thay đồ lặn chứ. Thế đợi tí về. Em vừa bị cướp đây này, anh vừa đây em kể cho. Ok, qua đi. Anh đi lặn thử chưa anh? Anh hôm qua anh đi thử rồi. Thế bây giờ là anh vừa thành lập một đội thợ lặn. Đấy, 4 người. Xong rồi bọn anh lấy trực thăng bọn anh đi cho nó nhanh. Hoặc là một là trực thăng, hai là đi bằng cái gì đấy. Nhưng mà đại loại là nói chung là sẽ thành lập đội khoảng 4 người. À, thì bao gồm là có mẹ, em ruột của anh, chủ quán trà đá, Chử Minh Tùng. Tiếp theo nữa là có bạn với Bông Văn Mai. Tiếp theo nữa là có Lê Ngọc Tài. Và người cuối cùng thì không còn, không phải xa lạ nữa rồi. Chắc là không cần nói mọi người biết. Địt mẹ là anh chứ còn là ai nữa. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Cái gì đấy? Trời ơi. Hả? Đi lặn. Hello. Người nhái à? Trời. Đi lặn mà. Sao? Hợp lý. Đi ông, anh em ra làm mỗi thằng bộ này đây nó có nhiều màu mà. Đợi, anh thề. Đợi tí thằng thằng nào? Tài đâu? Đi ra anh em làm độ mỗi thằng màu luôn, nó có nhiều màu lắm, thề. Ra mỗi thằng làm một màu. Không, em nghĩ là anh mặc cái đẹp rồi, bọn em mặc cái anh rồi. Anh mặc thôi. Ôi, em mặc cái cho nó giống. Thôi, anh đội trưởng. Thôi, anh đội trưởng rồi, anh mặc đấy. Của anh đang đi mơi, không cần nhưng, mấy cái đấy ngay. Nhưng mà mọi người nên mặc mấy bộ đồ này nè, lúc mà đi cứu mới dễ nhìn ra. Ừ, mọi người mặc đồ đúng rồi. Ra đâu. Thay đồ mày. Chỉ bộ đồ mới anh, bộ đồ lặn của anh được không? Đi đi thay đồ anh ơi, đi thay đồ đi. Nhưng mà từ từ, bây giờ anh bảo đi bây giờ phải cất cái xe đã, về gara cất cái xe đã, lấy cái xe khác đi. À không, thì đi thay đồ trước nhá, có thay đồ không? Đi thay đồ anh ơi. Anh em có thay đồ không? Có. Thằng Phát bị lag đấy. Anh em về gara đi, thay đồ được mà. Em bị lag rồi. Thế về gara thay đi, đồ. Nhưng mà thằng Phát nó không thay đồ ở gara được. Thôi ra cửa hàng quần áo nhá. Đúng. Cứ thay đi em không cần thay đâu. Đi. Thay đi, thì mẹ thay cho nó đồng em bộ. Không thay đâu. Thằng Phát nó lái trực thăng mà anh. Không thay đâu. Cái vấn đề bây giờ ấy là phải đi kiếm trực thăng trước anh Quang ơi. Trực thăng thì có chỗ lấy rồi mà. Đúng không? Chỗ lấy mà 349 mà. Thì đây bây giờ phải đi cho anh em thay đồ đã. Anh em thay đồ xong đi. Xong rồi đi lockpick của xe. Anh đọc cái bộ của anh đi, anh em mặc cho đồng bộ. Đây, vào đây đọc thôi. Trông được không? Chuyển anh ơi. Mẹ, cái tóc, đấy. Cái tóc nó bị lỗi, nó thò ra khỏi cái mũ ạ, cay vãi. Anh đi xẻo bộ tóc đi, xẻo bộ tóc khác đi. Cắt tóc ngắn đi à? Ừ. Được. Thôi tí cắt tóc ngắn vậy. Đi coi. Xời, đấy, đi vào trông đẹp hẳn luôn. Xời, đi vào em như một con hổ vằn biết bơi vậy. Đê. Hổ vằn dưới nước. Anh em bây giờ phải đi nhảy xe đúng không? Nhảy không cần gì anh, bây giờ anh nhảy trực thăng luôn được. Thì nhảy trực thăng thì anh em chả đi luôn từ trực thăng đi còn đi cất xe nữa đúng không? Bây giờ về gara cất xe nhá. Cầm ra đây, ra đây tao bảo Phát. Đây cầm thỏi vàng này đi, cầm hộ tao đi. Bây giờ đi mua đồ lặn anh ạ, em chưa mua đồ lặn. Đây. Bây giờ nhá, lịch trình như này, anh em lên. Về gara 1 cất xe, xong em lấy một con 4 chỗ, anh em đi ra chỗ lấy trực thăng. Hoặc là đi mua đồ lặn trước, xong rồi đâm thẳng ở chỗ lấy trực thăng. Đấy, tùy. Ok chưa? Đi con này không được anh. Đi con này làm gì? Thì lấy trực thăng xong rồi đi luôn đi, để xe của anh ở đấy nữa à? Hiểu hiểu không? Mua trực thăng với mua lockpick nữa. Đây, lấy đại con này đi. Không, ở chỗ này nguy hiểm anh ơi, cảnh sát đi tuần thấy đấy. Tôi. Vào mấy ngó ngách ngách ấy. Để em ra em lốc quách một cái nhá. Đi. Kinh ngư tấn công. Dần chạy vấp chân vịt ngã đấy nhá. Biệt đội thợ lặn. Đây. À, thằng bông Văn Mai này lấy xe đằng sau rồi. Đâu. Ờ, đi xe đấy luôn. Biệt đội chân vịt đi trên bờ. Trông buồn cười. Úi dồi, đấm nhau nhỉ. Đây nhá, à xong rồi anh em phải đi mua bộ đàm nữa. Đúng.
Mai ơi, xong là anh em mình phải đi mua bộ đàm nữa em ạ. Thôi chết mẹ rồi, cái này bị hỏng quá rồi, chạm phát gãy luôn anh ơi. Có backlog không? Ờ kìa. Cái đồ mũm mĩm này. Ok. Nào, dụng mẹ kính của tao rồi. Kia sao đội xong mũ này thôi. Mẹ ăn lộn rồi. Ờ kìa, đồng đội. Để em, tránh ra, Có mở đâu, để tao mở đâu. Đi. Bẹp. Bố mày mất cái mũ lặn rồi à? Lên đi. Phát là tấm dụng mũ rồi, anh vỡ mũ rồi. Lên đi. Tài ơi. Không sao anh ơi, em không cần mũ. Ra chỗ bộ lockpick trước em ơi. Được. À đằng nào tí anh em mình đội cái, đeo cái bình lên đi. Bộ lockpick hả? Nó sẽ phải ấy mà. Đi. Nó sẽ phải đeo mặt nạ riêng. Gì đây? Mở động cơ, mở động cơ. Éo cái lồn à, éo. Mở rồi, quên bật công tắc. Mua bàn đít chưa? Chưa nhỉ. Bàn đít đây. Không cần đâu, mình nhảy từ trên xuống mà. Bọn em đi sáng giờ là không có một chuyên nghiệp rồi đúng không? Không có một tí sai sót nào luôn nên ra. Em đỗ trực thăng ngay sát mặt nước luôn đấy. Bây giờ có anh vào mà sai sót là do anh đấy. Đỗ ngay sát mặt nước là lúc lên là lên từ trực thăng luôn được đúng không? Không. Như thế thì nguy hiểm rồi. Nguy hiểm lắm, bọn em lên đỗ lên từ trực thăng được luôn mà. Mà khó lắm. Nó dễ chết lắm đấy. Mua cái gì ở đây? Mày điên là ra chỗ câu cá thì mua bộ đàm, mua bộ đàm. Mua bộ đàm đi. Mua bộ đàm, ừ đúng rồi. Bộ đàm. Có cái gì mà. Gì còn mẹ. Bộ mai, em cứ post bài lên mạng bảo là có khách. À, Tài ơi, em cứ post bài lên mạng bảo có khách nào sửa xe thì đến. Thôi để anh post cho. Anh post đi. Ui kì, mẹ. Drip anh ơi, drip. Mua bao nhiêu bình? Chết người à? Mua bao nhiêu bình? Tầm 4 5 bình anh ạ. 3 bình là đấy. 4 bình đi. 4 bình là trung bình rồi. 4 ít bình là full người. Full người rồi đấy anh. 4 bình là full rồi. Anh chỉ đào cùng lắm được 23 24 cái kim loại bí ẩn là cùng à. Mọi người ơi, vào đàm số mấy đấy? Vào đàm số bao nhiêu? Vào đàm số mấy đây anh? Trưởng ơi. 131 đấy. Ok, anh cứ cầm 6 bình, tí nữa anh em nào thiếu thì anh đưa thêm. Dùng đám thế nào mọi người? Giữ... Dùng bình thường thôi. An là sao ấy? Mặt check. Hello, giống dấu. Mặt check, mặt check. Bao nhiêu, đám bao nhiêu nhỉ? 131. 1-2-1. Alo. Nghe alo, mặt check, mặt check. Mặt trai. Mặt check, mặt check, như nào nói đấy? Alo, anh như này nói. Alo. Kim Trung Quốc. Ấn đam như nào? Over. ALT. Over. ALT. ALT F4 à? Over. Nghe nó mic bộ, nó đam nó không bị nói ra ngoài à anh? Không. Kín vãi luôn. Đi trực thăng ở đâu đấy, chấm đây. Chấm cho tao trực thăng này. Đang ngồi cạnh nhau anh em dùng đam ăn điều à. I'm so lucky. Dùng đàm nghe tiếng chuyên nghiệp vãi lồn. Đúng rồi. Alo, anh đang ngồi cạnh nhau mà. Bục cù. Anh không đi lặn biển à? Em dai, chưa thấy outfit của anh à. Tí nữa xuống xe, anh cho em xem outfit của anh. Understand. Ơi. Dùng đàm là hỏng dưới nước anh à? Là sao? Anh Quang... Điên là... dùng dưới nước là bị hỏng. Mình dùng dưới nước làm gì? Mình ngoi lên, mình gọi nhau thôi. Đúng rồi, dưới nước. Đi em này. Dưới nước nó bị hỏng đàm ấy. Yeah. Tụi em vừa có một trận đấu thế kỷ anh Quang ạ. Đấm với ai ấy? Đấm 10.000, kèo 10.000. Ui. Đấm ai đấy? Đấm cho với ai? Đấm với cái ông gì? Em có một thằng cò nó đi kiếm đối cho em mà. Thì mẹ lúc sáng em đang bơi, thằng Bobby nó gọi mẹ nghe điện thoại cái hỏng mẹ điện thoại này. Đéo gọi được nữa này. Vãi luôn. Đúng rồi, dùng dưới nước là hỏng đúng rồi. Không có rồi. Nghìn tiền. Mua điện thoại này, đợi tí. Tháp minh chuẩn.
Này, đấy, thực ra là lúc nào mình đến là nó cũng sẽ có một cái nó sẽ đáp xuống ấy, mày tin không? Tin. Tin. Không phải đâu nhưng mà không phải, ý là tao biết như thế mà. Tin. Tao gọi trực thăng đến mà. Tin. Đợi tí. Từ thằng này mới sợ nó lại bay đi bây giờ. Mấy thằng DM đến mà. Rồi đến đi. Rồi đi. Đi vào tốc 20 km/h cho nó không không nghi. Đúng rồi. Ô vẫn có xe tao đây này. Ủa? Thì là xe để từ sáng giờ. Outfit như này mà không đi lặn thì đi đâu? Anh kêu em trai nhá, em trai về đi. Mượn cái máy bay thì nhá em trai. Không, đấy thằng em mà. Đi phát. Alo. Bouncy lady. Anh em tránh ra cho em đưa chìa khóa cho Phát và em cho lái. Anh tưởng mày biết lái đi thật. Em lái được nhưng mà tí em xuống bơi. Thế Phát là người chỉ lái thôi đúng không? Vâng em okay, em xuống okay, bơi okay. Nên em đưa cho nó lái. Ba anh em mình lặn Phát chỉ lái cho được hợp lý. Thế nha, em đeo bình dưỡng khí đó. Lên đi rồi đeo. Em đưa đeo rồi. Bây giờ khi nào anh em phải thông báo điểm nó trùng ấy thì anh em cùng nhảy luôn. Ok hiểu. Cái xăng của cái chức tăng này là nó rất là tốn rất là ít nên không phải lo hết đâu anh ạ. Một cái chức tăng có thể dùng hiểu, cả đời được. Hiểu. Mọi người đeo bình lặn luôn đi. Từ từ okay, bro. Anh lên đâu? Ê! Chưa lên. Thận hỏng mẹ chức tăng bây giờ. Mẹ chưa đi đã hỏng thì ăn bìu. Let's go. Lên rất mạnh go. Chứ. Chấm. Chưa gì nữa đã hét lên rồi. Bây giờ nhưng ai còn điểm vậy? Nhưng ai còn đang còn điểm để đi ấy vậy? Tao. Thế thì bây giờ mày qua cho hết qua cho bến đi để anh qua mới ở dưới đây lấy thuyền đi. Cứ chấm đi. Đấy, chấm rồi đấy, đi. Vẫn còn à? Tao vẫn còn mà. Ủa sao tao mất nhỉ? Mày lặn biển có đi qua khỏi thành phố rồi về không? Biệt đội. Cái gì cơ? Mày có đi ra khỏi thành phố rồi về không? Không. Ủa? Tao xe từ sáng rồi mà. Bố mày ở đây từ sáng rồi mà. Từ sáng rồi á? Mày trả thuyền à? Không. Lúc mày trả về là tao kéo xe thứ mà. Tao ở đây rồi mà. Mày mất nhỉ? Mất cái gì cơ? Mất điểm à? Lúc nãy mày cũng đã đào được cái điểm đấy đâu. Cái đại điểm xa kia mày đã đào được đâu. Đúng rồi, tao đã đào được đâu. Hình như là để lâu nó mất hay sao chứ? À không, bông mai có mất đéo đâu. Em không mất. Sao lại mất nhỉ? Em đi đâu nhỉ? Vãi cả lồn, góc 4 giờ. 4 giờ là cái chỗ mà 6 điểm ấy Tài. Chỗ đấy là cái gì nhỉ? Xe tăng à? Không sao đâu, đi trực thăng đi, đừng trở thuyền. Đi trực thăng nhanh mà. Thang giờ quan trọng đâu. Đâu rồi ta. Thế nhưng mọi người ơi. Ok, over. Ui, cảm giác bơi nhanh hơn sao ấy. Cái con mẹ mày. Đít có mẹ chân vịt này. Phế mãi cả lồn đít. Rút kinh nghiệm là đi bơi thì đi đào. Em nghĩ rút kinh nghiệm đi đào là mình không nên cấm theo dìu ở đấy nhỉ. Là sao? Tốn slot vãi trưởng 5 quay lận, mất một cái loại bí ẩn đấy. Cầm theo làm gì em? Chung là mang đồ ăn thôi. Chuyên nghiệp chứ em, ok hả mẹ, đi lặn là phải chuyên nghiệp chứ em dai. Lặn mà không chuyên nghiệp thì đi lặn làm gì? Nó phải như thế chứ. Mày tránh nhau mà. Ừ. Mày là bao góc bao nhiêu đấy Bông Minh? Ơi. Mày góc bao giờ, mấy giờ? Của em là mấy giờ Tài? Tao ở... Em là tầm 3 giờ anh ạ. Tao 3 giờ, tao 3 giờ. Thế của anh 4 giờ này. Em là cái lặn hai cái sâu ấy. Cái hầm ấy gì? Đúng rồi. Ờ, của Bông Mai hầm luôn đúng không? Em cái 3 giờ ấy, chắc là cái hầm luôn ấy. Ờ, thế thì ra cái hầm trước đi. À không, cái 3 giờ của em là cái xe tăng ấy. Xe tăng á? Xe tăng là cái gần cái 736 ấy. Chấm đi mọi người ơi. Đấy, mọi người thấy chấm em không? Tao, của tao ở dưới một tí, đi của Tài trước đi anh.
Ờ thế của, phải ở đấy không anh? Thế thì của anh không, của anh dưới hẳn nữa cơ. Của anh 4 giờ. Ờ, của anh dưới hẳn là chắc là đi cái em xong rồi đi của Bông Min xong rồi đi của anh Quang là lần theo một chu kỳ luôn. Đấy đúng rồi, đúng rồi. Đẹp, nó chuẩn một vòng mà. Làm chung điểm ấy. Cái điểm này nó random mà. Đã bị cướp rồi xin cái view à. Nó random điểm mà anh em, chứ đâu phải là kiểu mà mình muốn cho nó cùng điểm nhau là được đâu. Không. Nó random từng điểm một á. Sao anh Quang không có Q&A với chị Huyền nhờ? Q&A thì không phải là kiểu tôi thì theo kiểu em dạng như là ăn ly là con gì đấy, con bốn chỗ à? Không chết được. Cái gì à mà Min? Con xe Enus Hunly là con 4 chỗ đúng không anh? Enus á, Enus là SUV đây. Ờ. Con của bố béo ấy. New Nhi Cycle xong 14.500 đấy. Bao nhiêu? Con Enus đấy nó bán bao nhiêu tiền? À con đấy 145 anh ạ. Nó cao thế. Con cáo New Nhi Cycle là con nào? Em chỉ mới biết con sói thôi. Cáo New Nhi Cycle chip 3 là con xe đéo gì đấy? Xe đạp đấy nhưng mà nó là xe gì tại sao 14.500? Bravo Simpson. Mình không cần phải trả thuyền đâu. Các bạn hiểu không? Không cần phải trả thuyền. Mình cứ ấy thôi. Bây giờ nhá, xong rồi à thôi rồi. Đợi lặn xong hay là đưa cho Bông Min. Xong rồi quay lại đón tài cây. Chỗ này tài cây bơi vào là được mà. Vâng, tài nhảy xuống luôn xong rồi đưa bơi em vào qua chỗ kia. Thật pin nữa phát đây, thật pin nữa. Xong anh em đỗ ở bờ biển đi. Mất máu đấy anh ơi. Đấy tầm này này. Ok. À chuẩn bị này, 3, 2, 1 nháy. Cút lắc. Tí đi tự bơi vào bờ nhá em. Cút lắc bạn ơi. Thank you. Địt mẹ đừng có dùng bộ đàm. Địt mẹ bảo không dùng bộ đàm ở dưới nước rồi vẫn còn thank you ạ. Chăm. Thấp tôi nha bạn ơi. Thấp tôi. Hôm nay tôi đấm nhau hơi nhiều. Mẹ lặn thì từ từ thôi. Ok. 1, 2, 3, go. Ôi chết mẹ, chưa được đeo. Địt, tự đeo vào đi. Đúng rồi, em chưa đeo rồi ôi. Còn mẹ thì mày đeo vào đi. Đứng ở dưới nước vẫn đeo được mà. Đừng có lặn xuống. Ngồi chuyên ở trên đấy. Chuyên nghiệp cái view à. Ngồi cứ bốc phét. Ok. Quay cả view. Đi lặn đeo tôi, đeo tôi có cần bình lặn đâu. Tôi nín thở được mà bạn. Bạn nín thở đi. Quay lại đón tay cây em ơi. Được. Anh không đi à? Ồ, điểm của anh tận dưới kia cơ, xa lắm. Đỗ ở giữa hai bên nha Phát. Không đi cho anh xuống điểm kia đi, xong rồi tí tự liên hệ bên kia để đón bên kia nhá. Mình có bộ đàm mà. Đấy, điểm anh chấm rồi đấy, đi. Xong rồi nhá. Ơ kìa. Đây, đón luôn. Thế thì được quen nhiều. Vào bờ đây, đang quay lại đón. Còn bị đạt. Uầy, tụi em đổ bình ngư vậy rồi. Ngư nguyên cao kỳ duyên. Ở đậu chỗ nào ấy? Chỗ cái mỏm á. Tôi chết mẹ rồi, cô chỗ của em làm cái căn hầm anh ơi. Cái căn hầm xong rồi có con quái vật ở trong ấy. Căn hầm ấy nhá. Cái căn hầm đấy ấy thì xuống ấy, hết nửa bình ấy là phải bấm thay bình luôn. Gần hết mà nửa bình. Mà điểm anh, em một bình đủ quang này. Ờ thế điểm của tài điểm bây giờ là cùng chung với anh đúng không? Kinh nghiệm. Mà anh em mình lượn chung. Đâu rồi? Tài đâu rồi? Em đang bơi về đây. Đậu vào. Cái này có bị hết xăng không em? Không, ít mới đi xăng lắm. Để mà cảm giác đội mình chuyên nghiệp vãi lồn nhở. Cô mèo quái vật nó cứ đập trình anh ơi. Và cảm giác đội mình chuyên nghiệp vãi lồn nhở. Đâu để ăn chim với đâu em ơi. Có leo được lên không anh ơi? Phát! Đừng! Tao nghe lên đậu cho chắc Phát ạ. Đậu đi! Phát! Địt mẹ! Có lên đậu không? Hay là lên luôn? Đâu rồi? Em đâu rồi?
động lên, động thì kéo lên được. Đậu ở đây thì có lên được không đấy? Lên cao đi, phát lên, lên cao hẳn đi. Hello A. Trèo lên được mà, trèo lên được mà. Ui, hello Hoàng nha, hello em. Ê ơi, em hoàn thành 5 điểm của cái đào kho báu rồi, bây giờ phải lấy lại thuyền đấy, Ok, em xong rồi à? Thì bây giờ để xong cái turn của anh với... Bây giờ để xong cái turn của anh với Tài ở cái góc 4 giờ trước đã. Của em xong cái điểm ở đấy chưa hả? Ok, ok, ok. Em đang lên rồi, Thế thì ra đón Mông Minh luôn. Easy. Ủa, mọi người không đỗ à? Đây, đang bay ra chỗ mày này. Em nhớ chỗ nó chỗ nào không ở phát mập? Quanh quanh đây à? Quanh đây thôi. Thế đỗ tạm một cái mỏm ngoài trước mặt kìa. Đây mỏm này này, mỏm dưới này. Đỗ tạm đây này. Ui, anh vừa nhìn thấy một con cá mập đầu búa nhá. Vãi bìu. Mẹ rồi, em hết không nhìn thở được rồi. À, hoặc hoặc hoặc. Nào, đừng có dùng radio dưới nước hỏng. Ốc, 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 ốc. Lại chết con chim. Ở trong bờ đúng không ạ? Ờ, phát nó quay lại đón em ấy. Tài đâu rồi, Tài? Bảo địa chỉ đi bạn ơi. Bạn đỗ ở bờ đi như cũ. Tôi không nhớ bờ nào bạn ơi, tôi đi xa lắm rồi. Con mẹ, mình bị rơi ra chỗ vãi lồn xa. Đối diện chỗ nào đây? Đối... Tả đây. Phải của cái San Tianqi ấy. Dòng sang. Đúng rồi. Rơi phát quảng vãi luôn xa. Bờ biển gần nhất ạ. Kiếm máy bay cho dễ á. Ui. Máy bay. Mẹ Tài. Đeo hướng dẫn mình. Đeo hướng dẫn. Bờ này bạn cứ đến gần đi. Là những chỗ nào? Alo. Bắt chết rồi anh ơi, chắc đâm máy bay rồi. Cái lồn gì nữa? Đang nói chuyện với bên đào. Anh ơi. Ơ kìa, vừa thấy một cái hiện lên nữa mà. Đâu nhỉ? Kéo gì gọi hoài đấy? Ủa, thì không trả lời, trời. Thảo đang nghe điện thoại mà. Trời, đang đi làm nhiệm vụ nghe điện thoại. Lấy gọi đào. Tài ơi, mày không hướng dẫn anh ở cái này, anh lần đầu tiên anh không biết điểm nào. Tài ơi, đấy thùng container anh ơi. Cái đầu tiên ý là có hai điểm ở nếu như một cái máy bay ý là hai điểm ở đấy nhá, xong rồi mấy cái container là tổng cộng là 4 điểm anh ơi. Bạn ơi, tôi bay ngược lại, bạn thấy bạn hú nhá. Địt mẹ, sao container mới thấy có một điểm nhỉ? Nếu mà anh quay lại. Anh tìm container bên trái anh nữa ấy. Nó chỉ có xung quanh ở mấy container thôi nha, sếp ơi. Ờ. Ở dưới, ở đáy nhá. Đâu, ở đáy nhá, không phải là ở trên không. Thấy tôi chưa? Thấy tôi, bạn đâm thẳng đi. Này, thấy tôi chưa? Đang với tay này. Thấy rồi. Đi con mẹ, xuống tận dưới đáy rồi. Quang nói chung có vẻ tâm nghi, anh Quang sắp chết lắm, không thể trả lời. Ui Phát ơi. Gì? Đâu? Alo. Nó không có trong những cái ngõ, không có trong những cái ngõ ngách đâu nha anh Quang. Quang ơi, nghe không? Nghe. Nó ở ngoài hết á, nó ở lộ thiên và ở dưới sát biển, sát đáy biển. Là những cái container. Ok. Container mấy cái? 4 à? Cái anh. Container 4 điểm còn à? Cái chỗ mà như một cái tàu đắm ấy chỉ có 2 điểm thôi, còn mấy cái rời rạc ra ấy là 4 điểm. Lần đầu tiên lấy cái điểm này các bạn ơi. Nói bên trái anh Quang.
Rồi rồi, mọi người lên chưa? Có ai lên chưa? Đô, đô. Đây đi theo em này anh Quang. Đô. Đi theo em. Anh đang ở đây, đang đeo bình oxy em ơi. Ở cái hôm nay anh em mình đô đấy. Chỗ này nó nông nên là không sao đâu anh Quang, đừng sợ chết nhỉ. Lên kịp á. Thôi. Ông cái kia kìa. Chỗ đấy đông mà, anh nhịn thở cũng được á. Em xong rồi nhá. Tài ơi, còn điểm nữa, còn 2 điểm nữa. Đó bên này 4 điểm này, bên chỗ em đứng đây. À dẫn anh ấy đi, còn oxy dẫn anh ấy đi. Một lần là biết à. Anh Quang đâu rồi? Tôi chắc phải xuống. Đâu anh không thấy Tài đâu. Em trên đất này. Em trên trời này anh ơi, nhìn lên trời. Nó bên cái tàu bên sau này nhìn bên này. Thấy bên này, bên này đấy, anh lặn quay đây này. Ở bên này cơ. Bên này cơ. Ngay cái cục màu vàng với lại gần bãi cát. Ui con mẹ chỗ này rộng vãi lồn. Mày huấn luyện lại xếp một khóa chỗ này mới được. Anh mới đi chỗ này lần đầu đi con mẹ chỗ này rộng vãi lồn. Còn điểm nữa em ơi. Anh cái điểm đó xung quanh đây anh bơi tiếp thôi. Anh bơi tới bên thẳng tiếp về cái hướng đấy là thấy. Một bơi luôn vòng okay, vòng. Ok, over. Rattorat. Over. Ơ, sao vẫn chưa có email? Đủ 6 điểm nhớ. 25. Ok, email rồi. Có email rồi em ơi. Ok. Đến rồi anh ơi. Em đỗ ở cái bãi đá gần nhất nhá. Bãi đá to á. To rồi nhỉ. À thế. Mà làm sao lên được đấy? Có lối để tao. Bên phải, anh Quang ơi, bên phải. Đấy, đố thấp đấy, đem. Jam, 1, 2, 3, let's go. Tiếp tục, chấm nhanh rồi. Quẹo trái luôn. Đâm thẳng. Ngay sắp tới rồi. Ngay gần. Cứ đâm thẳng thôi. Xuống thấp một tí. Lên một tí. Đi lên một tí nữa. Ok. Đi vào cái mũi kia đố đi, đố rung lên trên rung lại đi. Em phải thấy cái mép không? Chuyên nghiệp vãi lộn địch mạ. Bên trái. Phát ra hẳn bờ biển đi cho cây nó gần luôn. Phát mượt vãi lộn ra. Ông cái chỗ bạn vừa đón tôi ý. Ông đồng đội các bạn hiểu không? Đã tuyển chọn đồng đội là phải tuyển chọn đồng đội chuyên nghiệp. Tuyển chọn mấy con gà về làm gì đúng không? Không chọn thôi. Chọn là phải chọn toàn những mạng tay đây. Chơi chuyên ông nghiệp. Tôi ra chỗ rộng. Bên trái có chỗ rộng người thích ra. Đấy, của tôi là một lúc sau nó mới hiện lên cái sắt này các bạn nhìn thấy không? Bây giờ tôi cũng có làm gì được mấy cái điểm kia đâu. Đấy, bây giờ bắt đầu mới xong này. Thôi luôn. Đi bộ luôn. Ê, mười điểm. Ăn kìa nhá, đói quá. Đấy, mãi bây giờ nó mới xong mà. Sao rồi anh em ơi? Do cái mốt của anh với anh Độ à? Thế à? Ừ? Thế thì để mai xóa đi, sao đâu? Có gì đâu mà anh em căng thẳng. Mai xóa đi. Báo cáo đi mọi người ơi. I'm good, đang bơi vào bờ. Bơi vào bờ, vào cái rìa biển nha anh, rìa biển nha. Gần nhất á, vuông góc. Rồi, biết. Thấp rồi em ơi. Em ơi. Thấp lắm rồi. Cứ đi hai người. Dẫn nhau nhá. Đi cùng
nhau đi cho đỡ lạc, đỡ lạc. Điểm này như là cái UFO ấy. UFO thì hơi mệt đấy. Có phải thay bình ta không nhỉ? Ta còn mỗi bình à, đủ không ta? Một bình tròn á, một bình tròn đủ. Và đây có trực thăng của ai này? Đi đá đá đá. Ê, cướp luôn, cướp luôn, cướp luôn. Bạn ơi, bạn địt mẹ trực thăng có phải là xe trượt tuyết đâu. Sao, tôi drift trực thăng mà. Đĩa bay à? Đĩa bay à? UFO à? Thái Bình sớm. Một xe em drift trực thăng. Cái địt mẹ trực thăng cảnh sát. Trực thăng cảnh sát ở đây mọi người ơi. Không sao, anh mình làm gì đâu. Trở xóa rồi. Ây da. Cái gì đấy? À quên. Vừa dùng đàm vẩy rút này. Kịp không nhỉ? Mọi người đang đi ở cái gì đấy? Cái UFO à? UFO. Tôi chỉ cần một bình tròn đấy là đủ rồi. Vừa khít, vừa khít. UFO thì chuyên nghiệp, địch mã UFO thì lại siêu chuyên nghiệp. Hình như cảnh sát đến đây cứu người hay sao ấy. Nó cần phải... Mọi người đảo nhìn quanh xem có cảnh sát đấy không ạ? Thay được dưới biển mà. Sâu vãi lồn. Vãi lồn sâu. Kiếp trước là mình... đúng địt con mẹ. Kiếp trước anh em đi quả địt phải. Tài ơi, có đi xuyên qua được không hay là phải ngoi lên? Xuyên đấy. À không, phải ngoi lên. Kiếp trước anh em đi bà, đi đâu? Có 4 điểm hay sao mọi người? Anh em đi du lịch địt 3 điểm. Địt có quả tour du lịch. Địt bạn nhớ suốt đời luôn mà. Chết. Quả đấy chết bao nhiêu mạng các bạn? Nhớ bao nhiêu mạng không nhỉ? Quả đấy em mình đi bị chết bao nhiêu mạng nhỉ? Nhớ không? Ben sao ấy. Địt 10 mạng, 14 mạng. Xấu quá luôn. Cười ỉa. Mấy cái chỗ UFO này các thứ là tôi chuyên nghiệp rồi. UFO với lại thân máy bay các kiểu là tôi chuyên nghiệp rồi. Get down. Nhưng mà cái quả đấy là được đền bù. Anh em về mua xe rẻ vã lồn ra được giảm mẹ bao nhiêu tiền ạ à? Quả đấy anh em về. Quang lên cho anh Quang. Đang lên em ơi. Ấn đàm nó bị nó thế. Tháo bình mày ra đây đây anh ấy. Các bạn làm không bạn ơi? Cái gì đây? Mình làm gì? Để xuống cứu anh. Bên chìm ở dưới rồi. Ui xô. Tao tin bên đang chết ngoài đấy đấy. Các bạn làm không? Mình lặn bây giờ làm sao đưa cho bạn được? Đây đây tôi lấy nha, tôi tự lấy bạn ơi. Tôi mượn nha, tôi mượn. Thế thôi bạn lấy một bình luôn đi. Xong rồi bạn gửi tiền tôi, tí nữa bạn đòi tiền thằng kia. Rồi được, ok cảm ơn bạn. Gửi tiền đã chứ. Thì lát nữa tôi đưa cho. Còn ai còn bị lặn không? Ok nhá. Ok, lát tôi đưa cho. Còn Hello A, mặt cười chúc A stream vui vẻ. Em hết bình rồi. Em mua 4 bình à? Các bạn mày phun người chưa? Phun người rồi thì thôi. Chưa, vẫn còn 50 cái nữa. Thoải mái. Bây giờ nhá, cái điểm tiếp theo của anh ấy, nó ở ngay trên ngân hàng 12 giờ. Ngay gần luôn, thì anh còn 2 bình lặn nữa. Đúng để lặn nốt cái điểm của anh đã rồi đi bán một thẻ, đi nung một thẻ em ơi. Đúng rồi, chú em cũng ở đấy mà. Ok. Mình về trả thuyền luôn. Xong rồi về trả thuyền rồi anh em đi tiếp bông min. Anh ơi, bọn em
Đội welcome homie to my show. Các bạn chuyên nghiệp thế nhỉ? Ok, đội bạn tôi tưởng chuyên nghiệp lắm mà. Đội. Ok, mấy ông bơi vô, có con cá mập bơi vô kìa, alo. Cá mập. À không, cá mập em nuôi anh ơi. Cá mập em nuôi anh nhá, anh kể cho nhá, lúc nãy anh bơi nhá, xong rồi anh đào kho báu xong rồi gặp con cá heo nhá. Cá mập đây em ơi. Đây anh gặp con cá heo này, con cá heo này. Đây anh cá mập đây. Đây con chó kìa. Đây cả con cá heo này. Chó kìa. Có con gì ngoài kia vậy? Ê, Golden. Đi. Chó của ông này hay sao á? Để em thi sủa không? Không. Đấy, chịu cái đá bị gì vậy? Gì vậy? Sủa. Đi. Có con chó này đi xuống dễ thương quá. Là câu. Điên rồi. Có con cá mập đời sau đít. Thấy cánh bên phải không? Tai. Tai thấy cánh bên phải không Tai? Đấy, bên đây một điểm. Kéo đố ở cái mũi, trời. Mũi nào? Mũi né vô. Ôi Phát ơi, đừng Phát ơi, dây điện kìa. Mũi né vô, quên mất hôm nay anh em như nào rồi? Nó gần cái gì anh? Mũi né chỗ nào? Ngoài cánh ấy. Nó là dưới cái động cơ ấy, dưới cái cánh quạt của nó ấy, Tài. Má vừa lái vừa nói chuyện khó quá. Thế hai một điểm còn lại ở đâu anh? Cứ về khoang đi Tài. Về khoang đi rồi lấy điểm còn lại sau. Ok. Điểm còn lại ở đầu của cái máy bay Tài ơi. Đây tôi đang vừa bơi, tôi vừa thay bình đây. Tôi vừa thay xong kìa. Mẹ, chỗ này thì tôi chuyên nghiệp rồi. Chỗ này tôi biết rồi, nghề mà. Chỗ này tôi đi mấy lần rồi. Thì là nó là thành chuyên nghiệp, các bạn hiểu không? Có cái chỗ mà vừa nãy container kia là tôi chưa đi lần nào. Đi bạn, mà cảm giác chỗ đấy nó rộng vãi cả bìu ra. Cái gì mà không role play đây? Cái gì vậy? Đang chơi roleplay vãi lồn ra đây. Không vi phạm luật lệ gì đâu cả. Đây có cái đầu nó chổng lên, có cái động cơ thò ra này, thấy không? Có cái đầu mà nó chổng lên ở ngay sau cái khoang á. Em nhìn, em đi từ dưới cái máy bay lên, em thấy cái chỗ cái khoang đúng không? Thì ở bên đấy nó có một cái đầu nó rơi hẳn lìa hẳn ra ấy. Đây em cho anh rồi. Trời không roleplay gì cả. Game thôi, nó chỉ là game thôi, man. Đây chỉ là game thôi mà. Mọi người ơi, lên thì có thuyền đón sẵn nhá. Ok. Lượt chỉ cuốn sống. Chuyên nghiệp vãi luôn. Bỏng vào số lúc kiếm thực tế. Đến chưa mọi người ơi? Đâu thuyền đâu? Đây màu vàng này. Anh đâu? Đi cano à? Hay là đi xe máy hay là thuyền đấy? Xe máy. Đây, quẹo trái. Xe máy nó sao ngồi được 3 người? Thì em chở từng người một vào. Nhanh mà. Anh đâu? Anh đây. Đi mẹ, anh còn một điểm cuối là cái hầm em ạ. Cái hầm á? Ờ. Rồi anh phun chưa? Anh xem anh phun chưa? Anh 97 quay. Thế thì nếu mà cố được thì cố, không thì để em về lấy xong rồi. Xong rồi có gì trùng điểm thì anh em lại ra đây tiếp. Nhưng mà điểm đấy là điểm cuối của anh rồi đó. Ok. Đằng sau mày này, quay đằng sau lại là thấy anh à. Quay 180 độ luôn. Tài đâu? Tài ở dưới sau. Tài ngay sau luôn. Thấy. Đó từng 11 nhé.
À không, thế bây giờ như này, đằng nào cũng thế, về trả thuyền của anh xong rồi đổi điểm khác thì lấy thuyền mới. Hiểu không? Hiểu không? Vâng, cái không? Điểm sâu nó hơi nguy hiểm. Ờ, điểm đấy sâu quá bỏ đi cũng được. Sâu mà có mỗi hai cái. Yeah, bỏ đi cũng được, không cần.